Bạn có cảm thấy quá tải về tài chính không? Bạn có biết rằng 80% mọi người đều gặp khó khăn trong việc quản lý tiền bạc hiệu quả? Thật đấy, rất nhiều người cảm thấy căng thẳng và choáng ngợp khi nói đến vấn đề tài chính của họ. Nhưng mọi chuyện không cần phải như vậy. Bạn có thể kiểm soát tiền bạc của mình và bắt đầu sống với sự an tâm về tài chính. Trong video này, chúng ta sẽ khám phá bí mật để quản lý tiền bạc một cách dễ dàng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một công cụ đơn giản nhưng hiệu quả, có thể cách mạng hóa cách bạn xử lý tài chính của mình. Hãy sẵn sàng để tạm biệt những lo lắng về tiền bạc và chào đón sự tự do tài chính. Bạn đã sẵn sàng để làm chủ ngân sách của chính mình? Hãy cùng tìm hiểu nhé! Vũ khí bí mật mà chúng ta đang nói đến chính là phương pháp phong bì. Phương pháp đơn giản này đã giúp mọi người kiểm soát chi tiêu của họ trong nhiều thập kỷ. Đó là một hệ thống dựa trên tiền mặt giúp bạn lập ngân sách cho nhu cầu của mình và tránh chi tiêu quá mức. Điểm hay của phương pháp phong bì là sự đơn giản của nó. Nó rất dễ hiểu và thậm chí còn dễ thực hiện hơn. Không cần bảng tính phức tạp hay ứng dụng lập ngân sách, chỉ cần những chiếc phong bì kiểu cũ và sức mạnh của tiền mặt. Sẵn sàng tìm hiểu cách thức hoạt động của nó. Hãy tiếp tục theo dõi nhé! Trước khi đi sâu vào chi tiết của phương pháp phong bì, chúng ta hãy xem xét một số sai lầm phổ biến trong quản lý tiền bạc. Những điều này có nghe quen thuộc không? Chi tiêu quá mức, rất dễ bị cuốn vào cảm xúc nhất thời và chi tiêu nhiều hơn dự định, đặc biệt là khi sử dụng thẻ tín dụng. Không tiết kiệm đủ. Cuộc sống luôn đầy rẫy những điều bất ngờ và điều quan trọng là phải có một khoản dự phòng tài chính cho những trường hợp khẩn cấp và chi phí phát sinh. Không theo dõi chi tiêu, nếu bạn không biết tiền của mình đang đi đâu, bạn sẽ không thể quản lý nó một cách hiệu quả. Phương pháp phong bì giải quyết trực tiếp những vấn đề này, cung cấp một cách tiếp cận rõ ràng và có cấu trúc để quản lý tiền bạc của bạn. Làm chủ tiền bạc, phương pháp phong bì được giải thích. Vậy, hệ thống phong bì kỳ diệu này hoạt động như thế nào? Rất đơn giản. Hệ thống phong bì là một phương pháp quản lý tiền bạc cổ điển nhưng vô cùng hiệu quả, giúp bạn kiểm soát chi tiêu và tiết kiệm một cách có tổ chức. Đầu tiên, hãy xác định các hạng mục chi tiêu của bạn. Điều này có nghĩa là bạn cần phải biết rõ mình sẽ chi tiêu vào những gì trong tháng. Các hạng mục này có thể bao gồm thực phẩm, đi lại, nhà ở, tiện ích, giải trí và các chi phí khác. Bắt đầu bằng cách liệt kê các chi phí thiết yếu hàng tháng của bạn, chẳng hạn như thực phẩm, đi lại, nhà ở và tiện ích. Đừng quên ghi lại cả những chi phí không thường xuyên nhưng quan trọng như bảo hiểm, sửa chữa xe và các khoản tiết kiệm. Tiếp theo, đặt số tiền ngân sách. Điều này có nghĩa là bạn cần phải xác định số tiền bạn có thể phân bổ hợp lý cho mỗi hạng mục dựa trên thu nhập và mục tiêu tài chính của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn không chi tiêu quá mức và luôn có một khoản dự phòng cho những tình huống khẩn cấp. Xác định số tiền bạn có thể phân bổ hợp lý cho mỗi hạng mục dựa trên thu nhập và mục tiêu tài chính của bạn. Điều này đòi hỏi bạn phải cân nhắc kỹ lưỡng và có thể cần phải điều chỉnh lại các khoản chi tiêu để đảm bảo rằng bạn không vượt quá ngân sách. Sau đó, cho tiền vào các phong bì. Đây là bước quan trọng nhất trong hệ thống phong bì. Bạn cần phải chắc chắn rằng mỗi phong bì đều có đủ số tiền cần thiết cho hạng mục chi tiêu tương ứng. Dán nhãn cho mỗi phong bì cho mỗi hạng mục chi tiêu và bỏ tiền mặt đã phân bổ vào bên trong. Điều này giúp bạn dễ dàng theo dõi và kiểm soát chi tiêu của mình. Ví dụ, nếu ngân sách mua sắm thực phẩm của bạn là 400 đô la, hãy bỏ 400 đô la tiền mặt vào phong bì thực phẩm. Điều này giúp bạn không chi tiêu quá mức và luôn có đủ tiền cho các nhu cầu thiết yếu. Cuối cùng, hãy chi tiêu từ các phong bì. Khi bạn cần mua một món đồ, hãy sử dụng tiền mặt từ phong bì tương ứng. Điều này giúp bạn kiểm soát chi tiêu và tránh việc sử dụng thẻ tín dụng hoặc vay mượn. Khi bạn cần mua một món đồ, hãy sử dụng tiền mặt từ phong bì tương ứng. Điều này giúp bạn kiểm soát chi tiêu và tránh việc sử dụng thẻ tín dụng hoặc vay mượn. Bạn sẽ thấy rằng việc sử dụng tiền mặt giúp bạn nhận thức rõ hơn về số tiền mình đang chi tiêu. Khi hết tiền trong phong bì, bạn đã hoàn thành việc chi tiêu cho hạng mục đó trong tháng. Điều này có nghĩa là bạn không nên chi tiêu thêm cho hạng mục đó cho đến khi bạn nhận được thu nhập mới. Hệ thống phong bì giúp bạn duy trì kỷ luật tài chính và tránh việc chi tiêu quá mức.
sự tài tình của việc lập ngân sách, xem hệ thống hoạt động. Hãy minh họa phương pháp phong bì bằng một ví dụ thực tế. Phương pháp này không chỉ đơn giản mà còn rất hiệu quả trong việc quản lý tài chính cá nhân. Hãy tưởng tượng bạn đang làm việc với ngân sách hàng tháng là 2.000 đô la, sau khi đã trả các chi phí cố định như tiền thuê nhà hoặc trả góp thế chấp. Đây là số tiền bạn có thể sử dụng cho các chi phí hàng ngày và tiết kiệm. Bạn có thể phân bổ tiền của mình như sau. Điều này giúp bạn có cái nhìn rõ ràng về cách bạn sẽ sử dụng số tiền còn lại của mình. Thực phẩm, 400 đô la. Đây là số tiền bạn sẽ sử dụng để mua sắm thực phẩm hàng tháng. Đi lại, 200 đô la. Số tiền này sẽ dành cho việc đi lại hàng ngày, bao gồm cả xăng xe và vé xe buýt. Giải trí, 100 đô la. Bạn có thể sử dụng số tiền này để xem phim, đi chơi hoặc các hoạt động giải trí khác. Chăm sóc cá nhân, 50 đô la. Số tiền này sẽ dành cho các nhu cầu cá nhân như mua mỹ phẩm hoặc cắt tóc. Ăn ngoài, 100 đô la. Đây là số tiền bạn có thể sử dụng để ăn ngoài hoặc đặt đồ ăn về nhà. Tiết kiệm, 100 đô la. Số tiền này sẽ được dành riêng cho việc tiết kiệm, giúp bạn có một khoản dự phòng cho tương lai. Quỹ khẩn cấp, 50 đô la. Đây là khoản tiền bạn sẽ để dành cho các tình huống khẩn cấp, giúp bạn an tâm hơn trong cuộc sống. Sau đó, bạn sẽ đặt số tiền mặt đã định vào mỗi phong bì có nhãn. Điều này giúp bạn dễ dàng quản lý và theo dõi số tiền bạn đã chi tiêu và số tiền còn lại. Nếu bạn đi mua sắm thực phẩm và chi tiêu 80 đô la, bạn sẽ lấy số tiền đó ra khỏi phong bì thực phẩm của mình. Điều này giúp bạn biết chính xác số tiền còn lại trong phong bì để không chi tiêu quá mức. Bạn sẽ thấy rằng, việc sử dụng tiền mặt giúp bạn cảm nhận rõ ràng hơn về số tiền bạn đang chi tiêu so với việc sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ. Biểu diễn trực quan về chi tiêu của bạn này giúp bạn cực kỳ dễ dàng theo dõi tiến trình của mình và chi tiêu trong phạm vi ngân sách của mình. Bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn về tài chính của mình và có thể đạt được các mục tiêu tài chính một cách hiệu quả hơn. Sức mạnh của tiền mặt, vũ khí bí mật của bạn. Tại sao phương pháp phong bì lại dựa vào tiền mặt? Bởi vì tiền mặt là vua khi nói đến việc hạn chế chi tiêu. Khi bạn sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, bạn rất dễ mất dấu số tiền mình đang chi tiêu. Việc quẹt thẻ nhựa không có tác động tâm lý giống như việc bạn trực tiếp đưa ra số tiền khó kiếm được của mình. Với tiền mặt, bạn buộc phải đưa ra những quyết định chi tiêu có ý thức. Bạn có thể thấy tiền của mình đang cạn kiệt. Điều này khiến bạn có ý thức hơn về việc mua sắm của mình. Kết nối hữu hình này với tài chính của bạn là một yếu tố thay đổi cuộc chơi. Hãy kiểm soát tài chính của bạn ngay hôm nay. Quản lý tiền bạc hiệu quả không cần phải phức tạp. Bắt đầu bằng cách tạo ra một hệ thống đơn giản mà bạn có thể duy trì hàng ngày. Phương pháp phong bì là một công cụ đơn giản nhưng hiệu quả, có thể giúp bạn kiểm soát tài chính của mình và đạt được các mục tiêu tài chính của bạn. Hãy bắt đầu bằng cách phân loại các khoản chi tiêu của bạn vào các phong bì khác nhau, mỗi phong bì đại diện cho một hạng mục ngân sách cụ thể. Bằng cách thực hiện hệ thống này, bạn sẽ có thể tránh chi tiêu quá mức. Khi bạn thấy tiền mặt trong phong bì giảm dần, bạn sẽ nhận thức rõ hơn về việc chi tiêu của mình và có thể điều chỉnh lại nếu cần thiết. Hành động sử dụng tiền mặt khiến bạn nhận thức rõ hơn về thói quen chi tiêu của mình và giúp ngăn chặn việc mua sắm bốc đồng. Khi bạn phải rút tiền mặt ra để thanh toán, bạn sẽ cảm thấy sự mất mát ngay lập tức. Điều này có thể giúp bạn suy nghĩ kỹ hơn trước khi mua sắm. Theo dõi chi tiêu của bạn, ghi chép lại mọi khoản chi tiêu, dù là nhỏ nhất, sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính của mình. Bạn sẽ luôn biết tiền của mình đang đi đâu và bạn còn lại bao nhiêu trong mỗi hạng mục ngân sách. Điều này giúp bạn dễ dàng điều chỉnh và phân bổ lại ngân sách khi cần thiết. Tiết kiệm nhiều tiền hơn. Khi bạn dành riêng một khoản tiền mặt cho các mục tiêu tiết kiệm của mình, bạn sẽ có động lực hơn để không tiêu xài số tiền đó vào những thứ không cần thiết. Bằng cách dành tiền mặt cho các mục tiêu tiết kiệm của mình, bạn sẽ có nhiều khả năng đạt được chúng hơn. Hãy đặt ra các mục tiêu cụ thể và theo dõi tiến trình của bạn để luôn có động lực. Hãy nhớ rằng, tự do tài chính bắt đầu từ việc kiểm soát tiền bạc của bạn. Khi bạn nắm vững cách quản lý tài chính cá nhân, bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn và có thể đưa ra các quyết định tài chính thông minh hơn. Phương phong bì là chìa khóa.
để bạn mở ra một tương lai tài chính tươi sáng hơn. Hãy bắt đầu ngay hôm nay và bạn sẽ thấy sự khác biệt trong cách bạn quản lý tiền bạc. Để biết thêm các mẹo về tài chính cá nhân, lập ngân sách và đạt được các mục tiêu tài chính của bạn, hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi và tham gia cộng đồng những người tiết kiệm thông thái của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp các bài viết, video và tài liệu hữu ích để giúp bạn trên con đường tài chính của mình. Chia sẻ kinh nghiệm của bạn với phương pháp phong bì trong phần bình luận bên dưới. Chúng tôi rất muốn nghe ý kiến từ bạn. Hãy cùng nhau học hỏi và phát triển để đạt được sự tự do tài chính.